sẽ là những mẫu chất tướng mà phối hợp Wombo Combo tốt hơn. Nếu như khóa vào Poppy được không ta? Lạ ha. Poppy thì cảm giác hơi chật vật chút xíu. Đây nè, đây rồi. Alistar xoay một hồi. Tôi thấy con Seraphine tôi thấy cũng hợp lý, tại vì nó sẽ tạo thành Wombo Combo đúng không? Khúc ca lan tỏa xong rồi gai nổi loạn rồi bảo đạn tung vào, cái tuyệt mệnh giữ chân nữa. Nghe nó rất là đẹp, nhưng mà Alistar thì nó dễ vận hành hơn tí và cũng chắc là thuận tay hơn cho Duro. Có thể thấy như cả hai đều đang khá là hài lòng với lại cái đội hình này của mình. Một bên thì sẽ có Wombo Combo và đặc biệt đến từ bên phía của BNK phía đó chính là một cái khả năng đẩy đường. Với những cái mẫu chất ứng của mình, nếu như họ kiểm soát được nhiều sâu thì họ hoàn toàn có thể khuếch đại bằng những cái tình huống tấn công vào công trình. Còn bên phía của KT thì đơn giản một đội hình 2 chống chịu, 3 chống chịu và 2 nguồn sát thương ở hàng sâu với Azir và Ezreal. Cái lựa chọn Sante một lựa chọn khá thú vị khi mà tôi có cảm giác là bên phía của KT hiện tại rất là tự tin vào lượng sát thương đến từ BDD với Deft, khi mà cả hai đang cầm những con tướng mà họ đánh tốt nhất. Ván thi đấu đầu tiên, trận đấu lượt về giữa KT Rolster và Fox đã chính thức bắt đầu với KT Rolster bên phía đội 1 và Fox đội 2. Hai đội đều đang có phong độ tốt ở vào thời điểm hiện tại với chuỗi 5 trận thắng liên tục của KT Rolster, trong khi đó Fox có trận thắng quan trọng trước T1. Tâm lý thi đấu là tốt dành cho cả hai tuyển, họ sẽ sẵn sàng để có thể bước vào giai đoạn lượt về của LCK mùa hè và tiếp tục chinh phục thêm những cái cột mốc mà họ đang có. Cũng khá là lạ. Thường thì chúng ta sẽ có Ezreal băng giá là đẹp nhất nè. Rồi, tiền đạo. Hoặc là tiền đạo kiểu hoặc là lâu lâu mới gần đây thì có anh áo đỏ nữa ở đường dưới. 2k5 như là bay còn đánh Ezreal tiền đạo mà sát thương rất nhiều đến từ Deft và Bero. Ui, con Alistar cấp 1 rất là yếu nha, nhưng tôi nghĩ vừa rồi Fox xử lý không tốt á. Và đó là tình huống rất chủ động dành cho bên phía của Bero và Deft, khi mà sẵn sàng đứng ở phía sau lính để có thể tạo ra những tình huống tấn công và biết đâu đấy sẽ là tình huống băng trụ chăng. Cấp độ 3 đang chuẩn bị đến với lại Biusik, một con Sejuani cấp độ đang hơi bị hạn chế và Hena bắt buộc phải về nhà sớm, mất đi thanh tẩy và người ở lại là một con Alistar của Duro mới cấp độ 1 mà thôi. Trời cứu Duro, pha này anh ta đang cố gắng làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình, đợi đồng đội của mình tới. Bero bị trụ bắn, bị dính thiếu đốt, Bero sẽ nằm. Thiếu một tí cuối cùng. Nằm nghỉ. Thi thoảng có mấy cái ván mà Biusik phải đánh con heo này nhìn nó hơi tù một tí. Rồi với việc mà Biusik đã bị đánh bật ra khỏi phần rừng cánh trên, cua 2 lại là cua trên nữa. Một vòng rừng rất tốt dành cho bên phía của Raptor và thậm chí quá gian có ý định để có thể băng trụ ngược trở lại. Cấp độ 6 cũng đã có dành cho Clear. Lượng năng lượng này của Perfect rất là thấp. Anh ta không đủ tài nguyên để sử dụng một pha combo, đang đợi hết quy rồi xong. Lên 6 kịp không? Bị làm choáng, bị trói lại. 6 thì làm gì Linh? Lên 6 được thì chết. Chết ở cấp độ 6 nó khác biệt hơn chứ. Đây rồi. Do lên 6 đúng không? Rồi ok, vẫn là một tình huống gỡ gạc dành cho bên phía của Bufett. Anh ta có dịch chuyển, mất một vài những cái chỉ số lính mà thôi. Nhưng mà dù sao thì bên phía của Fox thật ra họ cũng đang làm tốt với cái đội hình này của mình. Như đã nói sẽ là mục tiêu kiểm soát nhiều sâu hư không dành cho đội hình của họ. Sẽ có điều đó. Và Biusik quyết định là phải đổi thôi. Như chúng ta cũng đã phân tích rất là nhiều, con Zera nó ăn sâu thì cứ để cho ra. Bạn sẽ phải đổi mục tiêu ở cánh dưới, đúng với chỗ mà KT đang xanh nhất. Cánh trên vừa rồi thì Clear hơi chủ quan một tí đúng không? Nếu mà nhanh chóng rời khỏi tầm bắn của trụ thì sẽ không có cái pha đổi một đó lại. Chắc là anh ta nghĩ là sát thương đến từ trụ là không đủ, nên không đầu tư thêm một trận tốc biến để có thể giữ cự ly tốt hơn. Pha đó họ tính toán sát thương là đủ, tại vì cái lượng trang bị của Biusik chưa phải là nhiều. Và Clozer đã có mệnh để có thể tấn công. Ở đường giữa thì BD có một pha phân chia thiên hạ, chủ yếu là lấy tí máu đối phương à. Nó cũng không có đem lại nhiều tác dụng gì lắm. Rồi pha này thì Perfect gọi là làm tốt nhất có thể rồi. Cố gắng ăn thêm một con lính cuối cùng đánh gần để có thể lên cấp độ 6 mở đường để hùng khống chế. Và Clear hơi chủ quan một chút ở trong cái dịp vừa rồi của anh ta. Và đó thì anh ta nếu mà tốc biến nhanh ra khỏi tầm trụ thì là sống rồi. Dính kiếm đã trúng, Duro không tốc biến, dính cung ánh sáng, dính thiêu đốt, bắn liên tục. Deft xử lý quá nhẹ nhàng chung với lại Bero, không có bất kỳ một sai phạm nào. Đẩy trước, núp bụi, giả vờ biến về. Và người bị rơi vào cái bẫy đó là Alistar của Duro với một pha chồng sát thương rất mi mạng đến từ bên phía của KT ở cánh dưới. Thêm điểm hạ gục thứ 2 dành cho Deft ở trong cái ván thi đấu này. Cái lệch về tiền không quá nhiều nha, bởi vì các đường cụ thể là cả đường trên, đường giữa rồi cả rừng của bên phía Fox đều đang farm rất tốt. Nó bù lại đủ cái hai màn hạ gục mà Deft có được ở khu vực đường dưới. Thì KT chắc là đang đợi Deft lại tiếp tục có một màn carry. Ở trong trận lượt đi giữa hai đội thì Deft là người có được cả hai cái BOG. Cơ hội để có thể có thêm một cái điểm BG nữa trong ván thi đấu này cũng sẽ mở ra dành cho Deft. Đường trên hai người thì bỏ lại một mạng thì ba người thì sao đây? Mất mở đường rồi. Perfect cố gắng giữ lính trước trụ. Clear. Rồi Clear mất máu nhiều quá. Lóc hụt, giữ chân vẫn có choáng, vẫn có chiều cuối cùng. Ánh sáng bắn tới hơi mất thời gian một tí nhưng mà cuối cùng họ vẫn có được cái họ muốn là dứt điểm được Perfect. Nhưng mà Clear ta cảm giác là bị khó với cái trụ này vậy. Và Hena thì đang thấp năng lượng, đang ở cánh trên. Thế là Fox buông con rồng này miễn phí rồi. Nãy giờ Bero kiểu như là anh ta đi vào phần rừng của đối phương giống nhà của mình ha. Anh ta giống bên phía của team 2 đi ra chứ. Cắm mắt ở bãi sói xong con đi ra. Xong rồi chạy thẳng xuống trụ 1 của đối phương ở đường giữa, ở đường dưới. Thì tại vì đường dưới của bên phía KT đang xanh quá cho nên là đúng là Bero đang di chuyển rất là thoải mái vào phần rừng của đối phương. Tại vì ta cũng đang nhìn trên bản đồ rồi, là Raptor đang ở cánh trên rồi. Và nạn nhân tiếp tục là Perfect. Góc Q3 hất được về. Bế qua tường được hay không? Góc này khó, mở đường không trúng. 4 người cùng đánh. Tuần này là tuần hủy diệt các em trai trẻ đường trên à. Combo tiếp theo đuổi theo đến từ Duro và Perfect đã nằm. Pha vừa rồi thì có khoảng trống nhỏ nhỏ để có thể đẩy qua phía bên kia vách đá ở trong cái bụi cỏ chặt ba mà ta. Rồi quyết định của anh ta là quay ngược trở lại, cố gắng dọn xong cái đợt lính. Anh ta cố gắng ăn được bao nhiêu con lính trước khi mình phải nằm xuống thì là cái mục tiêu đến từ bên phía của Perfect. Nhưng trụ đầu tiên trên toàn bản đồ đã thuộc về cho Fox. Rớt lại Perfect như là trung tuổi đúng không? 2K4 2K mấy ta? Như 2K4 thì phải. Tuần này tuần tuổi của hai em đúng không? Tam tai. Vào năm tam tai. Bên phía KT thì đã bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là phá hết tầm nhìn của đối phương đã. Nhưng mà Clear đang ở một vị trí rất tốt. Deft không có thanh tẩy nha. Nếu như dính CC là khả năng đi rất cao. KT đang phải cử người để dọn dẹp phía sau lưng của Deft. Và Perfect là người di chuyển vào, đi thẳng vào bụi, phát hiện ra con cá sấu, báo cho đồng đội của mình. Và giờ đây Perfect sẽ làm nhiệm vụ đi theo con cá sấu của Clear để có thể đảm bảo rằng Deft không gặp nguy hiểm. Nhưng Fox vẫn còn một con đấu sĩ nữa, cũng đang lòn ròn ở phía sau, vẫn đang giấu mình đứng phía cánh trên khu vực bùa xanh. Người bị trói vừa rồi là Bero. Fox quyết định không đánh nổi. Họ không có góc để có thể đi ra. Đội hình của phía KT đã che chắn góc tương đối là tốt. Pha thi đấu vừa rồi thể hiện được kinh nghiệm của phía KT Rolster. Đúng rồi. Khi mà họ không thấy được cá sấu ở đâu, họ binh ngay lập tức vào cái bụi nơi mà Clear đang núp ở trong đó. Và Perfect là người di chuyển vào để có thể kiểm tra. Và quyết định đó là quyết định chuẩn xác dành cho phía của KT để giúp cho họ bao quát được xung quanh khu vực hàng sứ giả. Và câu chuyện của anh phía Fox là khởi động con rồng sớm. KT thì họ đang muốn đổi công trình bằng một việc hiệu triệu con sứ giả tấn công vào trụ 1 ở đường giữa. Lý do là bởi vì KT đã có cho mình hai con rồng đầu tiên và đây là rồng hóa kỹ. Họ không đặt nặng giá trị con rồng này, họ chấp nhận cho đối phương ăn một con rồng miễn phí và đổi nó thành một cái trụ 1 đường giữa. Thì tôi nghĩ rằng bên phía KT lời nhiều nha, tính luôn cả cái đợt lính mà Buffett để ở cánh trên, anh ta có thể lấy được cái trụ này thì chắc chắn là KT lời. Đồng ý, một con rồng đổi lấy cho mình đó là hai công trình. Thì đây là một tình huống đánh đổi tốt dành cho phía của KT. Thậm chí sẽ có một cái dịp để có thể Deft luôn cho mình ở trụ ở khu vực đường dưới này. Quan trọng hơn nữa là trụ đường giữa đã mất đi thì cái thế để có thể cấu rỉa, thế để kiểm soát cũng sẽ nghiêng hẳn về cho phía của KT. Rồi, một nhịp độ đang tương đối là chậm mà cả hai đội tuyển triển khai ở trong dàn vừa qua. Như đã nói thì cả hai đều có những ý đồ để có thể buông bỏ những mục tiêu nhằm mang lại một vài những cái công trình mà họ mong muốn. Bero thì đang cố gắng cover dành cho BD để có thể đẩy cái đợt chiến này cao mà thôi. Azir vào vị trí, Thái Dương hạ sang, CC tung thẳng vào nhưng Clozer kịp tốc biến đi. Deft vẫn đang bắn liên tục vào Duro, người có tốc biến đã tốc biến chạy về. Bero cũng đang phải bỏ chạy, anh ta còn một chút xíu máu. Phía bên này con cá sấu tìm tới, Bero đã bị giữ chân lại. Clozer có mạng hạ gục, bảo đạn tung ra để lui KT. Mỗi bên có một mạng, mất đi hỗ trợ của mình. Còn Azir của BDD có mạng tiếp theo với cú double kill. Tưởng chừng như sẽ là một tình huống kiểm soát nhưng mà Bero nói rằng bạn muốn va thì tôi chơi với bạn luôn, với một cái khả năng tập trung đội hình cũng tương đối tốt dành cho bên phía của KT và có được cho mình một double kill ở trong tình huống xử lý vừa rồi của BD. Raptor mặc dù bị hiệu khống chế ở trong tình huống đó nhưng mà anh ta có dàn chắn ở phía trước. Alistar của Duro che được. Như đã nói thì có thể thấy như sát thương đến từ Deft ở trong tình huống vừa rồi chỉ trúng vào Alistar mà thôi. Baron bắt đầu được khởi động, phía cánh dưới đó chính là BD đang cố gắng mang về trụ 2 dành cho KT. Và sau đó ta sẽ dịch chuyển cùng với lại đồng đội của mình chăng. Baron vẫn còn khá nhiều máu, Deft bắt đầu gây sát thương phía ngoài, BD đã dịch chuyển tới. 5.000 máu Baron. Biusik đứng kế bên, anh ta có tốc biến, clear hết máu, bấm thần ca sấu, Baron thấp máu. Đó là Biusik nhẹ nhàng bước vào cướp Baron. Bảo đạn tung ra, Deft bị bắt lại, Deft bị chém, Deft gục ngã, nhưng đồng đội của ta phía trong vẫn gây được rất nhiều sát thương vào Clozer. Clozer dùng Q3 bị dính phần chia thiên hạ, nhưng ta vẫn đang chặt chém liên tục vào Biusik. Nhưng người thắng là BDD và ta chuyển mục tiêu qua Hena, sẽ liên tục vào Hena, dứt điểm luôn Hena. Double kill cho BDD, triple kill là của BDD. BDD nói việc gì cũng phải đến tay anh ta, không cần lính cát, anh ta có tốc độ đánh rất cao đối với lại một con Azir Nana So. Anh ta đánh tay ở trong tình huống mà anh ta bị cạn kiệt năng lượng. 10.000 tiền không? Đúng là 10.000 tiền á. Có thể với những cái tình huống tấn công tiếp vào những cái trụ bậc thềm, trụ dàn ngoài thì chắc là nằm trong tầm kiểm soát của họ rồi. Vừa rồi họ mới lấy được cho mình đó là trụ ở đường giữa, và bây giờ trụ đường trên cũng đang cực kỳ thấp máu. Hoàng đế Surima hướng lên cánh trên với một con Azir quyền trưởng ác thần. Chống chịu sẽ là có. Perfect dính toàn bộ combo, nhưng đồng đội của ta thì thoải mái phía bên ngoài. Thôi xong rồi, không còn cơ hội nào cho Fox cả. Họ tiếp tục chặt được Deft. Deft còn 1 chấm máu bị Duro dứt điểm. Nhưng phía trong này là những con lính cát sẽ liên tục. BDD vẫn thoải mái đánh thôi, không vấn đề gì cả. 2 nguồn sát thương mà vẫn tiếp tục là BDD sẽ. Và tất cả gì Fox làm được là tìm được Perfect như đầu ván mà thôi. Nhưng ta là con tướng chống chịu. Và vừa rồi là xử lý kỹ năng fail của Duro khi mà anh ta quy flash rồi, nhưng ta đúp vào con lính chứ không đúp vào các thành viên của phía KT để đẩy về trụ 2 nhằm tấn công. Ở đó rõ ràng là một tình huống ở giao tranh lỗi và tận dụng ngay lập tức dành cho phía của KT để có thể thắng lợi một pha giao tranh và thậm chí dứt điểm con cá sấu này ở trong 2 trụ nhà chính chăng. Đu Thiên định kiếm vào, giật chỏ làm cho án hiệu khống chế khá là nhiều. BD bị đẩy ra một nhịp, nhưng anh ta vẫn sẽ có cái lượng sát thương ở hàng tuyến sau, bắt đầu gọi lính cát. Và có lẽ như là đội hình đến từ bên phía của KT tạm thời lùi về để chờ đợi cho tình huống tấn công ở nhịp sau. Bero chủ động tốc biến. Hena vẫn đang lao tới, có dịch chuyển chặn đầu, dịch chuyển ngược trở lại. BD không, đội này là Deft. Deft không bỏ đồng đội của mình. Đánh như thế này thì KT chắc chắn thắng, họ có đủ sát thương mà. Clear sẽ phải nằm xuống, màn hạ gục cho Perfect. Hena bắt buộc phải lùi về một chút xíu, gọi đồng đội của mình ra. KT chưa dứt điểm được phản đấu, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Họ chính thức sắp sửa con số chênh lệch 10.000 tiền rồi. Một con số chênh lệch về mặt tài chính tương đối là tốt. Deft thật sự lên băng và anh ta đang đóng vai trò có thể gọi là chim mồi để có thể hút cái nguồn sát thương đến từ các thành viên của phía Fox. Con này thì như nói thì Duro đúp trượt vào con lính và nó khiến cho không phải là cái nhịp mở giao tranh quá tốt, và đặc biệt nữa là trụ 2 đường trên nó thấp máu quá. Và đội hình của phía KT dứt điểm tương đối là nhanh, Deft dứt điểm được Duro. BDD đang tới, Clozer đã có mạng hạ gục, nhưng mà sau đó thì chẳng còn bất kỳ một tài nguyên nào cả. Người nằm tiếp theo là Hena, chưa kịp tung bảo đạn, Biusik lủi thẳng vào, áp lực vào Raptor, bị dính trói, Clozer chặt chém. Nhưng nó không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ khoảng chừng 30 giây, 45 giây nữa thôi thì KT sẽ dứt điểm ván đấu này. Clozer bị bế ra và Perfect có được mạng để cải thiện KDA của mình trong ván đấu này thành 4-3-5. Liên tiếp là những tình huống rình rập tốt đến từ một pha tích thần khí Notofo ở cọc, thức cọc, thứ 3 lao vào tấn công đâm tiếp Raptor, băng trụ anh ta ở đường trên đúng không? Hết cái đồng hồ này chắc chắn Perfect sẽ canh. Double kill cho Perfect. Đủ cả vốn lẫn lời, bao nhiêu cam thì Perfect đòi lại cho bằng hết. Deft dứt điểm Duro, điểm hạ gục cuối cùng và chiến thắng ở trong ván thi đấu này thuộc về cho đội của KT Rolster. Không quá khó khăn, thật sự là như vậy. Mặc dù là khoảng thời gian ban đầu Fox cũng cố gắng để tạo một cái áp lực nào đó, đặc biệt là ở khu vực cánh trên. Bữa giờ bên VCS là Nilah được Viking sử dụng rất nhiều. Và Shogun đánh con Nilah này khá bén. Nó sẽ đem lại cho bạn, thứ nhất là nếu như trong trường hợp đi đường đơn, đi đường 22 bình thường á, thì cái lợi thế về cấp độ sẽ giúp cho bạn chắc chắn có được cái đường đẩy trong khoảng thời gian ban đầu để rừng dễ chơi hơn ở khu cánh dưới. Còn khi mà vào giao tranh thì nó sẽ hơi khác với những con xạ thủ khác một tí, là bạn phải là người vào ở tầm sớm hoặc là giữa giao tranh để mở cho đồng đội. Thì cũng rất là phù hợp, tại vì thực ra là BDD ngày hôm nay mới là nhân vật chính, chắc là đang bơm build cho đường giữa của mình. Bạn có thể đến sớm ăn uống đồ cái thứ nghỉ ngơi xong rồi đến sớm cũng được. Ván thi đấu thứ 2 giữa KT Rolster và Fox đã chính thức bắt đầu với một số trang phục xinh đẹp từ bên phía của cả hai. Ahri thần rừng đúng không anh Linh? Ahri thần rừng chứ không phải là Ahri năm cũ. Ahri thần rừng bên kia thì có Nilah, con Nilah cũng mới tôi cũng nhớ tên gì. Rồi lâu quá tôi không mua trang phục. Ví dụ như pha này Biusik đã lộ diện ở cánh dưới, nhưng mà đúng thời điểm này thì Raptor cũng quyết định là bấm B về chạy xuống dưới để cố gắng hỗ trợ phòng ngự. Có hơi trễ hay không đây? Đã bắt đầu lao vào, đã dịch chuyển phòng ngự. Sát thương đến từ KT hơi thiếu một tí, trụ bắn Bero rất nhiều, trụ bắn Biusik cũng đau. Và Deft lúc này đã bị kẹt lại, Bero dính hung do ta là người đầu tiên nằm xuống với chiến công đầu cho Hena. KT cũng có được mạng, nhưng cái giá phải trả là ba người nằm lại. Triple kill cho Hena. Được rồi, Hirai, Supreme, cấm chọn ván 3. Và đó là điểm hạ gục không được dường triple kill mà chỉ là một điểm hạ gục dành cho bên phía của Raptor với cái hit đánh cuối cùng, nhưng rõ ràng là một tình huống băng trụ fail của phía KT. Ây da, cái đoàn tàu này nó đang vừa chuối cái đầu nó xuống rồi nha. Trong khi đó nếu bây giờ mà ăn sâu xong lên đấm Perfect rồi đúng không? Hơi lỡ cỡ đến từ bên phía của Fox. Đây có lẽ như cũng là lý do tại vì sao mà họ đang đứng ở những vị trí cuối trên bảng xếp hạng. Những quyết định không thực sự là quyết đoán, nó khiến cho họ bị lỡ nhịp và bị mất rất nhiều những cái lợi thế ở trong giai đoạn vừa rồi. Nói chung là làm cái gì thì làm thì nó phải nhanh gọn và dứt khoát là quan trọng nhất. Chứ chưa biết đúng hay sai mà bạn chậm quá thì nó lỡ hết nhịp rồi, cơ hội trôi qua hết. Ăn sâu xong đúng đi về. Ở đường dưới lại tổ chức một pha băng trụ tiếp. Lần này thì không có cái tốt biên nè. Sao mà chạy được đây? Vẫn đang chạy. Bắt được một người, Rakan hất tung hai người. Đã có điểm hạ gục dành cho Deft. Sau đó thì Duro tốc biến bỏ chạy. Vẫn dí tiếp. Chưa dừng lại, Deft tốc biến, quất roi liên tục. Duro một chấm máu, có đồng đội đổi người. Raptor quay lại đấm vào Deft. Người có đồng đội dắt về luôn, không sao cả. Tức là một thất bại ban đầu không khiến cho KT nản chí. Họ làm lại, họ tin vào cái quyết định của mình. Và thật ra tới thời điểm hiện tại là ngon đó chứ. Bây giờ thì cạnh tranh 50-50. Ahri đâu? Ahri đang tới, có dịch chuyển cả sói mà Ahri mất máu hơi nhiều. Ahri bắt đầu tiếp cận, hung gió trúng vào ai đây? Chưa tìm được mục tiêu, Biusik vẫn ăn được con rồng. Chia cũng phóng không đánh cái gì ra đây? Đánh đi đánh ai cũng được, đúng rồi. Ahri có được điểm mà cùng phân chia đi ngã 3-4 người. BDD cũng đang bị đấm liên tục. Hena vẫn có nhiều sát thương, anh ta tốc biến lên phía trên, double kill cho Hena, cá sấu quẩy được và họ dứt điểm được KT Rolster với pha quét sạch. Quên đi quần lại thì bên phía của phía Phong vẫn thắng ở trong tình huống giao tranh này. Cái điểm được của phía KT đó chính là sự xuất sắc ở trong cú trừng phạt của Biusik để có thể giữ được cho mình đó con rồng nguyên tố mà thôi. Đội hình của phía Phong một pha giao tranh rất hỗn loạn, nhưng điều quan trọng nhất ở trong pha giao tranh vừa rồi là Hena không bị nhắm tới. Đúng rồi, nếu điều là tôi năn nỉ Phong đánh luôn. Cuối cùng thì họ cũng làm được, và khi tất cả mọi người cùng lao vào nhau ở khu vực hang rồng. Đúng kiểu giao tranh mà các bạn thấy đầu tiên là Deft vô hút được 3-4 người đúng không? Hay! BD lao vô kiểu như là đẩy 4 người. Hay! Ông tay sát được giết điểm đâu. Uống Zeri còn yên nguyên kìa. Và Deft quyết định hướng tới là cái vô cực kiếm của mình chứ không phải là một cái súng hai tặc là món trang bị đầu tiên. Rồi ok, để coi dàn tiếp theo sẽ là như thế nào đây. Một tình huống tưởng chừng như giao tranh đã hay đến từ bên phía của KT Rolster khi mà họ cảm giác gom người cũng tương đối là tốt. Họ thiếu đi sát thương để có thể dứt điểm. Và cái vấn đề đó thì bên phía của Fox họ không thiếu nha. Sau pha giao tranh vừa rồi thì cá sấu có rìu đen hoàn thành. Và Hena cũng với 4 điểm hạ gục thì giờ đây ta rất là khỏe. KT phải tìm được Hena nha. Phải tìm được Hena trong giao tranh. Chứ không thôi là đúng là cấm chọn ván 3 đó. Mỹ bước vào tình huống giao tranh lớn để coi những cái phép bổ trợ tốc biến thì Deft có tốc biến là chiêu cuối cũng đã hồi lại được gần hết rồi. Hena thì đang không có tốc biến. Bero đang nhìn về phía của Hena. BDD di chuyển tới. KT đánh thử Clear, tấn công vào Clear, người cắt và sắt lui về. Sứ giả đã có, Clozer đứng cao, bắt đầu phi hồ lên, mở được rồi. Phía bên này Hena vẫn đang bắn, Hena thoải mái, Hena bắn tuyến sâu, Bero cố gắng đẩy Hena ra, nhưng mà Clozer đã dứt điểm Deft và sau đó Hena cứ thoải mái bắn thôi. Pha này 4 mạng là ít cho bên phía của Fox chăng? Không, Clozer là người nằm xuống. Perfect đang chạy, phần còn lại của bên phía Fox đã tỏa ra tất cả các hướng giữ chân Perfect lại. Có hạt không nổ. Anh ta mở đường, lao tới chặt chém, hất tung hai người, cuối cùng cũng nằm xuống. Chỉ là 2 điểm hạ gục cho Fox mà thôi. 3.000 sát thương dành cho BD để có thể hỗ trợ dành cho đội hình của phía KT Rolster trong cái pha thi đấu đó. Nhưng anh ta chỉ dứt điểm được một Ahri của Clozer mà thôi. Cùng cung chứ, còn về đây thì nó là cái nỏ tử thủ. Bởi vì anh ta rất là xanh, 200 bị lớn, đắt tiền. Rồi, chuẩn bị hướng tới một pha giao tranh tiếp theo. Được cái là cái nhịp độ của ván thi đấu này giao tranh liên tiếp với những cái tình huống mà mục tiêu đang xuất hiện. Hena chủ động tấn công vào người của Bero, ép lui được Bero rồi. Bắn mấy phát là cảm giác là Bero chịu không thấu đó, phải có bất khuất đó. Mà đây chỉ là bắn nhẹ nhẹ, quy nhẹ nhẹ thôi, chưa điện đạt điểm, chưa bắt đầu tích đó. Bắt đầu lăn cầu tuyết rồi. Trước phút 20, Fox liệu có tạo ra được khoảng cách tầm 7-8 ngàn hay không. Leo lên sứ giả nhưng mà phải đổi hướng tại vì trụ 2 hơi nguy hiểm. Raptor lái nó xuống khu vực cánh dưới. Đây đây, trụ 1 thấp máu ở đường dưới. Đúng chơi mấy game mua xe lên lụm mấy cái bóp đó. À, quá hay. Ok, sau đó ép luôn cả dịch chuyển của Buffett. Tiếp tục lái sứ giả tấn công vào trụ 2 ở đường dưới này. Một con sứ giả rất giá trị được lái đến từ bên phía của Raptor. Quá đã. Sứ giả hút được 3 lần. Ôi, 6 sâu. À, đấm cơ, quá ngon. Ăn mà, luôn rồi. Nhưng mà không có lính. À. Giáp trụ cũng đang hơi to. Rồi nhưng mà dù sao cũng đã rất là thành công dành cho bên phía của Raptor. Với một cái đúng TB vỡ giao tranh rất nhanh, Hena bị hất. Nhưng anh ta vẫn sẽ có khoảng trống để có thể tấn công tiếp. Suudo và Deft đã phải lên bảng điểm số rồi. Một cái giáp nước là không đủ, phải một cái hồ bơi bể nước thì may ra mới đủ để cho ta có thể chống chịu. Khi mà fan KT đang tự hỏi KT ở đâu ở bảng 1 thì họ dõng dạc trả lời đây, chính là đây. Đây đội tuyển họ yêu đã quay trở lại với một cái bộ mặt tâu lượng. Ván 1 đánh rất gọn ghẽ, đánh rất hay. Ván 2 thì có những cái tình huống cũng nổi trội nhất định, những cái khúc mà lên xuống nhau nhỏ trong ván 2. Nguyên cái tả su hô đột vào đầu thì chắc phải 3 cái giáp nước thì đẹp mới sống nổi pha này, với một con Zeri 2 món đứng kế bên bắn và mới chỉ phút thứ 18 19 mà thôi, trụ 3 đường giữa của KT đã toang. Thêm con rồng lửa tăng thêm sức mạnh cho Fox gần 10.000 tiền trước phút 20. Chênh lệch quá lớn rồi. Và bước vào những tình huống giao tranh sòng phẳng như vậy thì bên phía của KT đang thiếu một cái nguồn sát thương dứt điểm, chỉ đang tập trung vào BD là chủ yếu mà thôi. Liệu rằng có cái Wombo Combo nào đẹp dành cho đội hình của họ hay không đấy? Bây giờ họ phải làm sao mà gọi là bắt Hena phải chết chay trong giao tranh, không gây một lượng sát thương nào hết, chết chay thì sau đó họ có thể tìm cách giải quyết phần còn lại của Fox được. Rồi, nhưng thế chủ động đang không nghiêng về trận phía của KT. Họ đang thua quá nhiều về tiền, lượng mắt kiểm soát thì rõ ràng là bên phía của Fox sẽ... Ui đây, Hena có đồng đội hỗ trợ rồi. Hena vẫn rất tự tin để có thể tìm vị trí trả ngược trở lại sát thương, thậm chí là mở chiêu cuối bắn vô về Bero. Xong rồi, đây chỉ là free shot cho Hena mà thôi. Dắt nhau chạy thôi, có phi hồ, có Rakan lao tới, có Tatsumu đột, Deft lại bị đấm. Không thấy Deft đâu nữa cả. Clear là người dứt điểm, đây là giao tranh cuối cùng rồi. Chắc chắn là như vậy, chẳng cách nào KT có thể chống đỡ được cả. Perfect đang bị lùa phía trong, hung gió đã trúng Clozer giết điểm anh ta. Và phía bên ngoài này tiếp tục là Hena với một mạng hạ gục nữa. Biusik là người cuối cùng còn sống sót, nhưng Fox chỉ cần cử Duro đẩy Biusik ra khỏi căn cứ, phần còn lại của Fox tiến vào. Cũng chưa thấy phút 31 nữa kìa. Ây da, ván thi đấu này nhanh quá, kiểu như là đang thăng hoa xong rồi. Nhiều đội tuyển đang thăng hoa xong rồi có những cái ván thua nó hơi nó hơi nhanh chóng nha. Chưa được phép nhấn sửa ép luôn. À, 19 phút 58 và một chiến thắng dành cho bên phía của Fox. Không lượng thì thôi, lượng nó phải cắm thẳng đầu xuống địa ngục mới chịu. 19 phút 59 giây, nụ cười của cổ động viên Fox đã nói lên tất cả. Một màn trình diễn rực cháy của bầy cáo để có thể đưa trận đấu của chúng ta tới ván thi đấu thứ 3. Vẫn sẽ có thêm sát thương, tại vì cái yêu cầu cần thiết của Clear trong ván thi đấu này là cần phải có sát thương, và quyết định của anh ta là hỗ trợ thêm cái nhịp tấn công ở thời điểm đầu với một cái bão sấm sét của mình. Đội hình của bên phía Fox là xây dựng để đánh xoay quanh con Zeri này, nó không phải là nhất xạ tứ nô theo cái nghĩa thông thường, nhưng mà đội hình này là đội hình có cái khả năng làm mềm đội hình đối phương rất là nhiều với bộ kỹ năng, và khi đó sẽ tạo ra được những cái khoảng trống để cho Zeri lao lên dứt điểm. Nhưng mà như chúng ta đã thấy ở trong ván đấu trước, một trong những cái điều kiện thắng của Zeri là nó phải xanh sớm một tí. Đối phương chắc chắn sẽ cố gắng liên tục đàn áp con Zeri này để hạn chế cái ngưỡng sức mạnh của nó. Nhưng nếu như bạn có thể đảm bảo được Zeri của bạn không bị đè hoặc là xanh sớm thì kết quả như ván 1 đó, 20 phút endgame. Ván thi đấu thứ 3, cuộc đối đầu giữa KT và Fox sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Để coi ván thi đấu này thì đội tuyển nào sẽ ra về với một chiến thắng trên tay ở trong Tuần thi đấu thứ 5 của họ cũng là ván thi đấu mà họ sẽ bắt đầu ở giai đoạn lượt về. Đội hình của cả hai phía thì cũng sẽ có một vài những cái điểm tương đồng giống như là ván thi đấu thứ 2. Cụ thể là bên phía của Fox, họ sẽ thiên về tấn công nhiều hơn với lại Vi và Ahri. Nhưng ván thi đấu này chắc chắn sẽ có sự khác biệt bởi vì chất tướng đã mạnh hơn dành cho Deft và Bero khu vực dưới. Chúng ta sẽ có được một con Ezreal thanh tẩy dành cho Deft chứ không phải là một Ezreal dịch chuyển. Trao đổi chiêu thức khá là tốt dành cho cái nhịp hóa na khổng lồ của đội quân phía Perfect. Nó tạo ra một cái tình huống có thể găng được dành cho Biusik. Chủ động mất tốc biến rồi, Biusik đi bộ lên đột kích băng giá. Có bùa đỏ, cú buộc phương Bắc, thậm chí là đầu tư luôn flash với đột kích băng giá vừa rồi cho nó chắc ở cái nhịp tấn công. Và đây sẽ là điểm hạ gục được dành cho Perfect. Thời điểm tấn công của Biusik vô cùng tốt, đó là một thế lính khó. Và anh ta đã bỏ bãi để di chuyển lên cánh trên với lời kêu gọi của Perfect. Sự phối hợp giữa Biusik và Perfect là hoàn hảo trong pha đó. Cái quyết định tốc biến tôi nghĩ là cần thiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ một cái sự can thiệp đột biến nào đến từ bên phía của Fox. Và chắc chắn tình huống đột kích băng giá đó nó sẽ trúng để có thêm lượng CC tiếp theo. Và như vậy chúng ta đã xác định được lợi thế ban đầu cho bên phía KT cạnh tranh tương đối là hiệu quả dành cho cái nhịp tấn công này. Và như Longova chia sẻ, với một tình huống đầu tư luôn cho mình đó tốc biến để có thể dứt điểm nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng. Và thậm chí là Perfect ăn xong cái điểm hạ gục này vẫn quay ngược trở lại với cái đợt lính đang còn dang dở ở khu vực cái trụ 1 của mình nữa. Clozer đi rất gần bụi, Biusik từ phía trong lao ra. Nhưng mà ở thời điểm cấp 5 của tất cả mọi thành viên bên phía KT, đặc biệt là xung quanh khu vực đường giữa, thì không có bất ngờ nào cả. Clozer thậm chí đã gọi hội để tổ chức một pha áp lực lên sâu. Ảo sấm sét được kích hoạt. Perfect mất nhiều máu nhưng Bero có mặt ở đây, dùng kiệt sức làm chậm Clear, đánh ngất ngư được kích hoạt và Clear sẽ phải nằm xuống 2 mạng cho Perfect. Ui, Clear vừa rồi lỗ rồi, vậy là KT lỗ rồi. Pha thi đấu đó thì Perfect hơi chủ quan một chút xíu, nhưng trước đó hãy cùng xem mình pha thi đấu này trước đã. Hôn gió trường và vẫn đang có dịp tấn công tiếp vào những con sâu. Biusik đang có mặt ở đây, BD và Bero nữa sẽ là một tình huống kẹp 3v3 đến từ bên phía của KT Rolster. Quy trước một cái làm chậm, ép lui được Vi của Raptor, có dấu hiệu tấn công. BD đẩy được một thành viên và tấn công tiếp vào người của Clozer, nhưng có hiệu không dễ không đây? Câu trả lời là có. Một người phải nằm lại là Alistar của Duro khi mà anh ta đập mặt vào tường. Thì con rồng này gần như là miễn phí, có cả cua đi ăn kem nữa. Rồi một tình huống kiểm soát cua trước đó thì cái vòng rừng phần nào đó có thể gọi là khép kín hơn dành cho bên phía của Raptor khi mà anh ta đang đảm nhận được một cái sự tương đối là ổn. Nhưng với cái lượng kinh nghiệm, với sự hỗ trợ của Deft và Bero như thế này thì Biusik cũng đang đóng được cái áp lực lớn của anh ta ở trong ván thi đấu này với những tình huống can thiệp ở những điểm nóng tốt hơn. Thế trận đang hoàn toàn ủng hộ cho KT. Tôi nghĩ là cái nhịp này thì họ chỉ cần đơn giản là đánh theo những mục tiêu. Họ sẽ hướng tới khu vực sâu 2 khoảng chừng 2 phút nữa. Sâu 2 xong thì tới sứ giả xong thì là rồng. Đơn giản vậy thôi. Đội hình của họ đã vào form rồi. Thì cứ thoải mái đánh theo mục tiêu. Với Azir đường giữa, đặc biệt là Azir quyền năng. Còn cái việc đảo cánh thì để coi đổi mục tiêu đến từ cho cái phía, liệu rằng bên nào sẽ chú trọng tới cái mục tiêu cánh trên hoặc là cánh dưới. Bên phía của KT thì đang cắt cử nguồn nhân sự của mình khá là lớn. Cái điểm được của phía KT đó chính là những cái đợt lính luôn đẩy dành cho Na của Perfect ở đường trên. Vậy là Fox mới là những người tiến vào khu vực hang rồng trước. Họ đang tổ chức ăn luôn. Dịch chuyển, KT không bỏ. Biusik có thể vào cạnh tranh từ phía trên xuống hoặc là đi bộ thẳng từ sông ra cũng được. Cùng ánh sáng liếm trúng 2 người. Biusik bị đẩy ra, không ăn được rồng. Bồ Đào Băng đang cầm sẵn sàng, ném. Đó là vào một con Alistar, sau đó quay ngược trở lại phía sau. Kennen giật tung đội hình của KT Rolster, 2 mạng cho Fox. Perfect phải chạy, Na khổng lồ nhưng chỉ để chạy mà thôi, vẫn sẽ phải nằm xuống với sát thương từ khu hôn gió kết hợp với lửa hồ ly. Còn Biusik thì pha này cũng chỉ có một đường, đó là lên phương. 1, 2, 3, 4 điểm hạ gục đang nghiêng về cho bên phía của Fox. Trừng phạt tê tái và Biusik quyết định là quyên sinh để cái điểm hạ gục này rơi vào tay của rừng của phía Fox. Một tình huống dịch chuyển quá hay dành cho Clear. Mặc dù ta bị lép vế của mình trên nhưng ta chấp nhận hy sinh một đợt lính để có thể có một cái góc để có thể dịch chuyển ra tạt cánh cùng với lại những người đồng đội của mình. Deft bị tấn công, một phép rờ thanh tẩy là không đủ. Tả xung đột là phi hồ và chưa kể đâu cái bão sấm sét của Clear tiếp cận hàng tuyến sau nữa thì Deft gần như là bị chôn chân rồi. Tuần này là một tuần khá là thú vị của LCK. Chúng ta có một vài kỷ lục được phá, một vài kết quả mà kiểu như là tắt tên đi, không biết đội nào đang đánh. Rất là thú vị. Nhưng mà có riêng đội này là chắc tắt tên đi, không ai lộn đâu ha. Nhìn thì cũng khó lộn lắm á. Nếu không đội này phải nhìn xuyên suốt một cặp không? Rồi, đánh vào prom. Mở rồi. Đánh vào prom. Hena tới đi đặt đỉnh điểm. Bắt đầu rồi. Zeri bắt đầu có khoảng trống rồi. Hùng võ may là hụt. Chứ nếu không là KT mất Biusik là đi luôn Comaron rồi. Một tình huống mà Hena mở luôn cho mình ở chiều cuối, nhưng hơi tiếc là anh ta không có được cho mình đâu cái điểm hạ gục đó. Nhưng mà thôi không sao, đồng đội của anh ta Vi của Raptor là người dứt điểm cuối cùng. Pha tấn công cũng tương đối là mạnh mẽ đến từ bộ ba của anh phía Fox. Thì các vị trí khác của anh phía KT trừ Biusik ra, tôi không biết là có ai được an toàn hay không. Perfect đang đẩy lên hơi cao một tí, có tả xung hữu đồ, có phi hồ, có hôn gió. Perfect né được cú đấm đầu tiên nhưng tả xung hữu đồ thì làm sao mà né, anh ta cũng không choáng được ai cả, câu được tương đối nhiều thời gian. BDD dịch chuyển ra phía sau, Perfect làm chậm đối phương lại. Biusik tới tung bola băng nhưng đó là con Alistar. BDD lao vào đẩy được Clozer về. Ahri vẫn đang chạy, Duro làm tốt nhiệm vụ của mình. Clozer vẫn đang lui ra nhưng cuối cùng thì Biusik cũng đã dứt điểm đối phương. Hena đã tới, bắt đầu bắn, điền đặt đỉnh điểm, bắn liên tục vào Bero. KT đang chạy, pha phản công cực chán đến từ Fox và họ có được 2 điểm hạ gục liên tục cho Hena. 2 thành viên còn lại của KT cực kỳ thấp máu. Raptor chưa dừng lại nhưng Deft bắn rất khét và bắt buộc đối phương phải lui về. Hena vẫn sẽ có khoảng trống ở trong tình huống vừa rồi. Hơi đáng tiếc dành cho Hena là anh ta đã mất e chứ mà không mình lướt qua phía bên kia vách đá kêu rồi. Lắp 4 điểm hạ gục đó. Pha xử lý vừa rồi của Hena cũng tương đối là tốt. Vẫn là rất nhiều sát thương của Clear đã tung ra được vào đội hình của bên phía KT trong pha đó. Và Hena thì thực sự là đã bắt đầu vào form rồi đó, với những gì mà đồng đội anh ta đã tạo tiền đề với con Vi và Ahri đang được vận hành tốt từ bên phía của Fox. Còn giờ đây thì KT họ mất rất là nhiều tốc biến đúng không, trước pha giao tranh vừa rồi. Bây giờ vào cái tình huống cạnh tranh rồng này, bỏ thì thương mà vương là đi hết. Lee đang tìm góc, Lee mặc dù không có tốc biến nhưng mà anh ta có hạt thông nổ, có tốc độ sấm sét. Góc rất đẹp dành cho Clear. Rồng nguyên tố thì bắt đầu đang được kéo ra rồi. Bero bắt buộc phải di chuyển vào để có thể kiểm tra và anh ta phát hiện ra Kennen của Clear đang đứng rình rập. Họ tấn công vào Clear, Clear giật xét luôn, tấn công vào Deft, Deft thấp máu lắm. Vẫn có điểm hạ gục nhưng đó là Clear hy sinh đồng đội của mình ăn rồng. Quyết định là nguyên sinh, hơi đáng tiếc dành cho Clear là anh ta không phản chống được để có thể ném thêm một tình huống quy. Ném quy vừa rồi nếu mà trúng thì bật ngửa rồi, cái quy đó là bật ngửa rồi. Một mình con Kennen giật mà Deft tí nữa thì ngửa luôn. Tại vì sau pha vừa rồi thì chắc chắn Clear sẽ có thêm đồ. Còn Deft nếu như tiếp tục lên sát thương thì chỉ cần một con Kennen giật thôi là bé rồi, kiệt sức không kịp là Deft đi luôn. Bên kia còn có Ahri nữa, tả xung hữu đột đồ các kiểu để có thể khống chế được Deft. Và sau đó hai con tướng sức mạnh phép thuật tràn vào thì Deft quyết định lên kháng phép cũng là điều hợp lý ở trong cái quyết định vừa rồi của anh ta. Nhưng đây sẽ là nhịp tấn công tiếp đến từ bên phía của Fox. Hena đang tới, Hena đang tới, Bero bị giữ chân lại, bị hất tung 2 lần liên tục và không cách nào chạy được cả. Anh ta không có tốc biến, giờ đây là lúc mà bên phía của Fox có thể suy nghĩ về chuyện ăn Baron. Pha xử lý tốt dành cho Duro khi mà anh ta quy vào Bero, anh ta đúp thành viên phía bên kia, không cho Bero có cơ hội để có thể sử dụng cái nấp sâu ta. Azir của BD bắt đầu điều lính cát của mình ra để có thể xỉa. Rồng đang chuẩn bị xuất hiện rồi. Kennen của Clear thì có tốc biến ở trong tình huống này, Bero thì có tốc biến và phép bổ trợ kiệt sức của anh ta nha. Đánh rồi. Đây là Raptor, anh ta khá là trâu nha. Anh ta câu được khá nhiều chiêu cuối của đối phương. Duro đang vào vị trí bất khuất trước và không tìm được mục tiêu. Deft và BD vẫn đang xỉa liên tục. Fox mất khá nhiều máu và họ đang phải tạm thời lui nhẹ ra, nhưng đội hình của KT cũng đang phải chuẩn bị lui ra khi mà Perfect hết na khổng lồ. Và đó thời điểm mà bên phía của Fox cũng đang tạm thời lui ra để cho con na khổng lồ này nó biến thành na tí nị. Có một khoảng trống nho nhỏ dành cho Raptor để có thể ăn cốc nhằm hồi phục cái lượng máu của anh ta, chuẩn bị sẵn sàng để có thể bước vào tình huống giao tranh lớn. Lee đang đứng phía sau, ta đang giấu mình, anh ta dịch chuyển ra phía sau lưng đội hình của KT. Một con mắt rất là khéo, rồng có cho Biusik nhưng sau con rồng đó thì họ rút lui được hay không đây. BD lao vào đẩy, đẩy được Clozer, Kennen bắt đầu giật, hôn gió trúng BD, BD gục ngã, đó là Clear. Hena đang bắt đầu có mạng và khi mà con Zeri bắt đầu vào form thì KT chỉ có thể gục ngã từng người một mà thôi. Biusik không có cái cầu thang nào cho ta đi cả, double kill cho xạ thủ của Fox. Còn Deft với lại Perfect thì thôi đi rồi, hết rồi, trận này xong rồi. Deft sẽ nằm với những cú đấm ngang cân đến từ bên phía của Raptor. Phía bên kia thì Perfect cũng không chạy được với một cái cổng công nghệ phía trước mặt của anh ta. Chiến thắng ở trong ván thi đấu này đang dần đến với các thành viên của phía Fox. Một Hena không bị ai chạm tới cả, anh ta free shot hoàn toàn, 3 món trang bị rưỡi tấn công cùng với lại Clozer. Có xe, 3 con lính, 4 con lính, Kennen, Zeri, Ahri, Vi. Đội hình của Fox đang tiến vào, còn 9 giây nữa thì BDD ra, một mình Bero không thể che cho hai cái trụ và ta bất lực nhìn nhà chính của mình bị phá hủy. Fox lội ngược dòng giành thắng lợi trước KT Rolster. Wow, với cái này thì đã nâng tổng số trận thắng của phía Fox lên tới con số 4 rồi. Cơ hội để có thể cạnh tranh một chiếc vé vào vòng playoff vì vậy cũng sẽ được gia tăng thêm dành cho bầy cáo. Thắng lợi rất bất ngờ của Fox trước một KT Rolster đang có chuỗi 5 trận thắng. Nhưng sự bình tĩnh, tự tin, tập trung của Fox trong ngày hôm nay, thất bại ván đấu đầu tiên không làm họ nản chí và cuộc lội ngược dòng được hoàn thành cho bầy cáo để có thể giúp họ nuôi hy vọng có mặt trong playoff. Xin được chúc mừng BNK vs Fox. Và chúng tôi cũng xin kết thúc phần bình luận trận 1 của tôi ngày hôm nay ở đây và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu thứ hai của chúng ta.